Có 4 đoàn tàu di chuyển liên tục, trung bình cứ 10 đến 15 phút lại có một đoàn tàu di chuyển qua ga. Mỗi đoàn về ga dừng nghỉ chân trong khoảng từ 10 đến 12 phút một chuyến. Và trong sáng ngày 19 tháng 9, các đoàn tàu di chuyển lần lượt qua các ga Cát Linh, La Thành, Thái Hà, Láng, Thượng Đình, Vành Đai 3, Phùng Khoang, Hà Đông, La Khê, Văn Khê và Yên Nghĩa. Ước tính thì vận tốc tàu chạy tối đa là 65 km mỗi giờ, tốc độ trung bình là từ 30 đến 35 km mỗi giờ. Đoàn tàu là loại có cabin lái hai chiều và hoàn toàn có thể đổi chiều ở cả hai đầu của đoàn tàu. Khi đưa vào sử dụng thì mỗi đoàn tàu có thể chuyên chở tối đa là 1.000 hành khách. Hiện khối lượng xây lắp của dự án đã hoàn thành khoảng 98%, với các hạng mục chưa hoàn thành như là kiến trúc nhà ga, các đơn thể trong khu bảo dưỡng depot, hạng tầng khu depot, tổng thầu Trung Quốc đã nhập khẩu được 95% khối lượng vật tư, thiết bị và triển khai lắp đặt khoảng 83%.